Nước một cá coi bị vặn đục như thế này, như thế này, như thế này và cả như thế này nữa. Đây là một trường hợp mà các hồ cá coi của các anh em thường hay gặp phải. Vậy anh em đã biết về nguyên nhân từ đâu và cách khắc phục như thế nào chưa? Trong video hôm nay mình sẽ đề cập một cách rõ ràng và chi tiết, anh em cùng tham khảo qua anh em nha. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay lại với kênh YouTube của mình. Lại là mình đây, Vĩ đây anh em. Trong video hôm nay mình sẽ đề cập tới anh em câu chuyện là nguyên nhân và cách khắc phục nước hồ cá coi bị vặn đục. Thì cứ mỗi hồ khác nhau á, thì nó sẽ có một nguyên nhân làm cho nước hồ cá coi bị vặn đục khác nhau nha anh em. Vì vậy để tiện cho anh em tham khảo và rà soát hồ cá coi của nhà mình, trong video hôm nay mình sẽ liệt kê ra 8 nguyên nhân làm cho nước hồ cá coi của anh em bị vặn đục. Đây á, là căn cứ dựa trên những kinh nghiệm thực tế mình đã trải qua, mình có ghi nhận lại được và xin phép chia sẻ với anh em để có thể cải thiện được chất lượng nước của cá coi nhà mình được tốt hơn. Nào, còn bây giờ thì anh em mình cùng bắt tay vào nội dung chính của ngày hôm nay. Anh em xem kênh của mình thấy hay và hữu ích á, anh em cho mình xin một like, một subscribe nha. Cảm ơn anh em. Nguyên nhân thứ nhất ở đây á, mà làm cho hồ cá coi của anh em bị vặn đục đó chính là lâu ngày anh em không vệ sinh cái phần hồ lọc. Thì có một số hồ cá coi á, anh em cứ để chơi ngày qua ngày và phân nó có tích tụ ở trong khu vực ngăn lắng mà anh em không có tiến hành vệ sinh á, thì cái lượng phân và chất bẩn chất thải này của cá coi sẽ tích tụ ở khu vực của hầm lọc này và lâu dần nó sẽ thoái ngược lại ở khu vực hồ chính và làm cho nước hồ chính của anh em á, cứ lợn cợn những phân cặn bẩn của cá coi trong nước và lâu ngày nó dần trở sang màu là màu vàng đục. Đây, màu vàng đục như thế này đây anh em. Ở đây anh em cần lưu ý tùy vào hệ lọc của mỗi anh em. Có một số anh á, thì chỉ tầm khoảng cỡ 3 đến 4 ngày thì phải vệ sinh hồ lọc một lần thì nước mới trong được. Nhưng có anh á, thì phải tầm khoảng cỡ 4 năm tháng, thậm chí là các khách của mình á, phải vào tầm khoảng 1 năm hơn của vệ sinh hồ lọc. Điều này là tùy thuộc vào cái câu chuyện là sắp xếp hợp lý bên trong ngăn lọc của anh em, cách bố trí các máy bơm xả cặn trong ngăn lọc để sao cho nó bơm hết cái lượng phân cặn ra bên ngoài thì cái thời gian vệ sinh hồ cá coi này của anh em sẽ giảm xuống. Vì vậy anh em hãy quan tâm nhiều hơn về câu chuyện là lượng cặn bẩn có trong hồ của anh em là bao nhiêu để lên được một cái lịch vệ sinh hồ cụ thể. Đúng thời gian đó thì anh em vệ sinh thì đảm bảo được chất lượng nước trong hồ của anh em luôn ổn định. Cái nguyên nhân thứ hai đây đó chính là cái hệ vệ sinh trong hồ cá coi của anh em bị yếu. Có một số hồ cá coi thì không làm ngay cái nest thì đôi khi cái hệ vệ sinh của anh em nó bị yếu. Thì trong trường hợp mà hệ vệ sinh bị yếu này, anh em có thể cải thiện bằng cách là bổ sung men vi sinh vào bên trong hồ lọc để cho cái hệ vệ sinh trong hồ lọc của anh em nó hoạt động thật sự là tốt. Khi mà lượng phân cá và thức ăn dư thừa của cá nó thải ra, cái lượng vi sinh này nó sẽ giải quyết, nó sẽ phân hủy được hết cái lượng hữu cơ có trong nước này để làm giảm thiểu cái câu chuyện là nước hồ cá coi của anh em bị vặn đục. Thì ở đây giải pháp cũng đơn giản thôi, anh em chỉ việc là chăm men vi sinh vào hồ. Đây như là một hồ cá coi của nhà anh khách mình, thì hồ của anh á, có hệ vi sinh bị yếu anh em ạ, nên nước hồ cá coi luôn trong tình trạng là bị nổi bọt và bị vặn đục. Sau khi mà mình tư vấn thì sử dụng qua cái dòng men vi sinh của anh mình là BioControl, là dòng men vi sinh ở đây anh em. Sau khi anh khách nhận được hàng thì tiến hành cho thay 30% nước trong hồ ra và chăm men vi sinh này với tỷ lệ là 3 nắp cho một khối, sau đó hồ vận hành. Thì đây là kết quả, anh em có thể thấy là chất lượng nước đã được cải thiện. Thì ở đây nó đơn giản thôi anh em, hệ vi sinh yếu thì anh em chỉ việc chăm bổ sung men vi sinh và chất lượng nước của anh em sẽ được trong sạch như ý. Nếu anh em quan tâm đến dòng men vi sinh này thì mình có để số hotline liên hệ đây 0909 272 598, anh em có thể liên hệ đặt hàng và có thể trải nghiệm qua dòng men vi sinh này để cảm nhận được ở trong cái chất lượng nước trong hồ. Cái nguyên nhân thứ ba ở đây mình muốn đề cập tới anh em đó chính là cái nồng độ pH của anh em tăng quá cao hoặc là giảm quá sâu. Thì đối với một số trường hợp anh em có sử dụng như là san hô, quả hầu cho hệ lọc, thì khi anh em
cho vào hạ lọc á, nó sẽ làm vô tình làm cho cái lượng pH trong hồ cá koi của anh em tăng lên cao. Thì sau khi mình kiểm tra và rà soát lại số hồ cá koi của các anh khách mình á, thì mình có tư vấn cho các anh là tiến hành bỏ san hô ra để cho pH nó về lại khung lý tưởng. Và như vậy là chỉ sau khoảng vài tiếng sau bỏ ra là chất lượng nước đã về lại ổn định rồi anh em ạ. Ngoài ra thì một số anh em á, dùng nước giếng nha. Nước giếng thì sẽ thay đổi theo mùa, đặc biệt là giếng khoan thì có mùa pH nó sẽ lên rất là cao, tầm khoảng cỡ 8.5 hoặc là hơn 9 chấm, là lượng kiềm rất là nặng nha anh em. Và một trường hợp nữa là pH nó sẽ giảm xuống sâu. Thì đối với cái nồng độ pH này, về vấn đề cân bằng á, thì anh em có thể nghiên cứu như sau. Thì đối với câu chuyện là pH tăng lên cao tầm khoảng cỡ 8.5, 9 chấm á, lượng kiềm khá cao, thì anh em có thể nghiên cứu sử dụng qua cái dòng phytonoid của anh mình, là dòng này đây anh em. Anh em đánh vào hồ với tỷ lệ là 3-5 gram, tương đương với một muỗng cà phê đó anh em. Và hồ thì chất lượng nước trong hồ của anh em sẽ về khung ổn định. Ví dụ như hồ cá koi của anh em tầm khoảng 5 khối thì anh em cho mình tầm khoảng 5 muỗng phytonoid này vào trong cái hồ của anh em, cho bật bơm mạnh và bật cái sủi oxy mạnh, thì trong vòng tầm khoảng cỡ 3-5 tiếng sau là cái nồng độ pH trong hồ của anh em nó sẽ về lại khung lý tưởng là 7.5. Tiếp theo, nguyên nhân thứ tư ở đây mà làm cho nước hồ cá koi của anh em bị vàng đục á, đó là trường hợp khả năng là do cám nha anh em. Ở trên thị trường hiện tại thì có một số dòng cám kém chất lượng á, khi mà anh em cho bên trong nước nó sẽ diễn ra cái câu chuyện là nó tan nhanh luôn trong nước và dẫn tới nước hồ cá koi của anh em bị vàng đục như thế này. Anh em có thể quan sát trên video này, anh em có thấy được là nó tan rất là nhanh. Ở trên bề mặt á, thì nổi rất nhiều ban dầu, còn bên trong nước á, thì hầu như là nó tan làm đục màu cả chảy nước luôn. Mà đục như thế này thì chỉ trong tầm khoảng cỡ 2-4 tiếng sau nước hồ cá koi của anh em nó sẽ bị vàng đục. Dù cho hệ lọc của anh em thật sự tốt, nước của anh em cũng sẽ bị vàng. Nên anh em hãy nghiên cứu test qua cái dòng cám hiện tại anh em đang dùng nó có ổn hay không. Chỉ việc đơn giản thôi, anh em làm như mình là cho vài viên vào bên trong cái ly đó anh em, và anh em để tầm khoảng cỡ 15-20 phút sau xem nó có bị tan như thế này hay không. Nếu mà bị tan á, thì là chứng tỏ cám kém chất lượng rồi, anh em hãy thay dòng cám mới để cho chất lượng nước của anh em được tốt hơn. Cái nguyên nhân thứ năm ở đây mà mình muốn nhắc tới cho anh em á, là cái hệ lọc của anh em bên trong phần hầm lọc á, vật tư lọc của anh em lắp quá ít hoặc là lắp bị sai. Trong rất nhiều các video mình đã đề cập tới câu chuyện là cách thứ tự lắp vật tư lọc như thế nào, cách đặt hướng chổi và hướng dây mắt như thế nào, thì anh em có thể vào kênh của mình để xem nó chi tiết hơn. Đồng thời anh em cũng cần phải bố trí về các ống thông ngăn bên trong hang lọc, làm sao cho ống to để đảm bảo là cái lượng nước đi qua đều và ổn định. Nếu mà ống anh em làm nhỏ quá, anh em vận hành bơm á, nước nó sẽ bị xé phân và nước hồ cá koi của anh em cũng sẽ bị đục nha anh em. Anh em còn phải lưu ý về câu chuyện là lắp vật tư lọc này. Cái nguyên nhân thứ sáu ở đây mình muốn đề cập tới anh em và anh em cũng thường hay bị mắc phải, đó chính là lựa chọn máy bơm quá yếu. Ví dụ như một số hồ cá koi tầm khoảng cỡ 5 khối nhưng anh em chỉ dùng máy bơm á, rơi vào tầm khoảng cỡ 7 khối trên giờ thôi, thì như vậy á, là chất lượng nước trong hồ của anh em nó sẽ dẫn tới câu chuyện là bị đục ngay. Vì á, máy bơm á, như một quả tim trong hồ của anh em à. Nếu như cái quả tim này nó bị yếu thì nó sẽ không có bơm nước được bên trong hầm lọc trải về hồ chính, thì cái lượng áp suất trong nước á, nó cũng sẽ không tạo đủ để nó hút cái phần phân cặn bẩn bên hồ chính về cho hồ lọc xử lý và trả nước về lại hồ chính theo một vòng tuần hoàn chuẩn của quy trình hệ thống lọc. Nên ở đây anh em cần phải cân nhắc lựa chọn một công suất máy bơm thật sự là hợp lý. Về máy bơm thì kênh mình đã hướng dẫn rất là nhiều và tỉ mỉ về cách lựa chọn máy bơm rồi. Anh em có thể cân nhắc như sau: đối với các hồ mà anh em muốn tiêu chuẩn bình thường vừa đủ chơi thôi, thì anh em có thể là nhân cái tổng số khối của các con nhà mình lên tầm khoảng cỡ tối thiểu là 3-4 lần anh em nha. Ví dụ như hồ cá koi của anh em 5 khối tối thiểu anh em phải lựa chọn một con máy bơm có công suất tối thiểu nha anh em, tối thiểu nhỏ nhất á, rơi vào tầm khoảng cỡ 15 khối trên giờ đến 20 khối trên giờ thì nó mới tải nổi cái hồ 5 khối này của anh em. Còn một số hồ mà lý tưởng để nuôi cá nhật á, thì nó máy bơm phải gấp tầm ít nhất phải tầm khoảng cỡ 7 lần. Ví dụ như hồ 5 khối này phải tầm khoảng cỡ 35 khối, còn nếu mà đẹp nhất phải rơi tầm khoảng 50 khối hơn thì nó vận hành là tải đủ cái lượng phân cặn bẩn có hồ chính. Tại vì cá nhật á, nó ăn nó xả phân rất là nhiều nên nó cần cái lượng bơm áp suất hay mạnh thì nó mới gom phân được về hồ lọc cho lọc xử lý để trả nước sạch về hồ. Nên anh em hãy cân nhắc. Còn anh em muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì anh em có thể vào kênh của mình. Kênh mình đã có rất nhiều video đề cập tới vấn đề trong bơm này rồi.
Cái nguyên nhân thứ bảy ở đây mình muốn đề cập tới anh em, đó chính là câu chuyện là anh em đi hệ ống lọc trong hồ á. Lúc ban đầu á, anh em đi sai ống quá nhỏ hoặc là đi quá ít ống, bố trí cái vị trí đặt ống bị sai. Cái hệ đường ống lọc bên trong hồ lọc thì nó đóng một vai trò là nó lưu thông, nó kéo các phân, dẫn phân từ hồ chính về hồ lọc để hồ lọc xử lý. Nếu như anh em đi hệ ống quá ít thì cái sự phân bố các ống lọc này trong hồ nó không đảm bảo được câu chuyện là hút được các phân ở các góc cạnh, các vị trí ở trong hồ để cho hồ lọc xử lý, nên phân nó tồn động ở hồ chính, dẫn tới câu chuyện là hồ của anh em cũng bị vàng đục. Ngoài ra sai ống anh em đi quá nhỏ thì nó cũng sẽ không hút được các lượng phân lợn vẩn ở trong nước và chất lượng nước của anh em cũng sẽ bị kém. Nên ở đây anh em có thể khắc phục bằng cách là có thể đặt bổ sung thêm một con máy bơm ở hồ chính và đặt thêm các dàn lọc rời như là ba ki thượng lọc để bổ sung thêm là sóng lọc của anh em để cho chất lượng nước của anh em được cải thiện được tốt hơn, thì chất lượng nước trong hồ nó cũng sẽ đỡ bị đục và nó sẽ trong hơn. Cái nguyên nhân cuối cùng ở đây, nguyên nhân thứ 8 mình muốn đề cập tới anh em, đó chính là anh em cho cá coi ăn quá nhiều. Đối với một số anh em á, là anh em cho ăn theo kiểu ngẫu hứng mà không có một plan, có một kế hoạch cụ thể cố định trong ngày và cứ ngẫu nhiên lấy cám cho cá coi ăn. Và khi anh em cho ăn quá nhiều á, mà cái hệ lọc của anh em nó bị yếu, nó không xử lý được hết cái lượng hữu cơ cá nó thải ra ở đây, như là phân cá nè, ăn dư thừa nó cũng sẽ tan trong nước nè. Ngoài ra là cá nó vệ sinh, nó đi trong hồ mà lọc nó không xử lý được hết thì nó sẽ bị tồn dư bên hồ chính, và chỉ cần trong vòng khoảng 1 đến 2 ngày sau là nước hồ cá coi của anh em nó cũng sẽ bị xấu đi, nó bị vàng đục đi. Nên trong trường hợp này mình khuyên anh em á, nên cân nhắc về cái số lượng lần cho ăn và trọng lượng cám anh em cho ăn một ngày, sao cho cái hệ lọc của anh em nó giải quyết được ổn mà cá của anh em vẫn lớn nhanh tốt được. Ở trong kênh của mình đã có video đã cập tới câu chuyện là cách cho các con ăn hợp lý rồi, anh em hãy theo vào kênh của mình để xem chi tiết và rõ hơn. Thì vừa rồi là những cái chia sẻ của mình xoay quanh cái câu chuyện là nguyên nhân và cách khắc phục nước hồ cá coi bị vàng đục. Thì đây á, là căn cứ theo những kinh nghiệm thực tế mà mình đã trải nghiệm qua trong suốt quá trình thi công các hồ cá coi cho các khách hàng nhà mình, và mình có ghi nhận lại và xin phép chia sẻ với anh em cùng tham khảo qua 8 nguyên nhân chính này anh em nha. Nếu như trong trường hợp á, mà anh em đã rà soát hết cái hồ cá coi nhà mình rồi mà không nằm trong top 8 nguyên nhân này thì anh em hãy liên hệ với mình qua số hotline là 0909 272 598 thì mình sẽ kiểm tra lại hồ giúp cho anh em và tư vấn chuyên sâu hơn để cho khắc phục được tình trạng những hồ cá coi bị vàng đục này. Nếu như anh em xem kênh của mình thấy hay và hữu ích, anh em cho mình xin một like, một subscribe nha, để mình có thêm động lực làm thêm nhiều video mới hơn nữa về chủ đề cá coi và sân vườn chia sẻ tới anh em. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.